Giờ mà có con gái này giờ mà chạy được ngày đó là cứ đón đón đi học tiếp luôn. Đón đưa đi đón về cho chắc rồi có đâu cái này mình có nhắc chắc đâu đâu cái nhà trước nhà con á chú trước mặt nhà con á đầu kia lúc nào cũng đưa con bé đi học hết lớp 12 lúc nào cũng đưa đi đón về không thấy bạn qua chơi không cho nó đi xe nó đi đón hết đó. Nước mà ở già là nó